Năm 2023 iPhone 12 còn lại những gì? Vâng, đây là một chiếc máy mà rất nhiều người, rất nhiều người vẫn đang tin tưởng và ủng hộ một chiếc iPhone 12 Với tầm giá chỉ rơi vào tầm 12 đến 13 triệu Thì đây là một chiếc máy mà đang có rất nhiều anh chị, cực kỳ nhiều anh chị quan tâm đến Bởi vì sao Giá cả rẻ mà lại rất nhiều các chức năng Và hôm nay cùng em xem iPhone 12 còn những gì ở năm 2023 không nhá Bắt đầu thôi! Ok, năm 2023 iPhone 12 thật sự còn rất rất nhiều ưu điểm luôn Nên hôm nay anh anh chị em mình cùng đi đến phần ưu điểm đầu tiên nhá Thì cái đầu tiên mà mọi người cần để ý cho em là iPhone 12G Là một chiếc iPhone bắn chạy, chạy nhất ở năm 2022 Đấy Nhưng mà có một cái mà mọi người đáng phải quan tâm Nó khác hẳn với lại iPhone 11 Bởi vì là iPhone 12 đã sở hữu ngay cho mình một chiếc màn hình OLED Đấy, đối độ phân giải là 6... 6.1 inch kèm theo nữa đó là màn hình của OLED nên là anh chị em sử dụng những chiếc iPhone như thế này để dùng trong các uh, công việc như kiểu giải trí hay xem phim cực kỳ là hợp lý luôn bởi vì là màn OLED mà sẽ rất là sáng và cực kỳ là trong nên là mọi người mà xem phim hay để giải trí hoặc là làm những công việc ở bên ngoài đường ấy màn OLED sẽ hỗ trợ cho anh chị em rất là nhiều luôn đấy ạ rồi tiếp theo là phần phần uh, ngoại hình đi ngoại hình thì uh, chiếc iPhone 12 nó vẫn như những đời của chiếc iPhone uh, thường khác thì đó là viền là viền nhôm mặt lưng kính trong nhưng mà ấy ạ với lại chiếc iPhone 12 năm nay nó sẽ khác iPhone 11 rất là nhiều cầm nắm nó sẽ nhỏ gọn hơn bởi vì sao ạ bởi vì nó là viền vuông cũng cũng cùng là kích thước màn hình 6.1 nhưng mà vì khung viền sẽ là khung viền vuông nên là cảm giác cầm nắm khi mà trong lòng bàn tay của mọi người ấy ạ, sẽ rất là thoải mái Đặc biệt là dành cho những chị em phụ nữ thì sẽ rất hợp lý khi sử dụng chiếc máy này nhá Rồi đây là cảm giác cầm nắm và ngoại hình và cái tiếp theo của một chiếc máy này mà mọi người không cần Nói chung là mọi người đừng bao giờ bỏ qua đó là về phần camera Thì iPhone 12 này được sở hữu toàn bộ tất cả các tính năng cũng như là công năng của một chiếc iPhone 11 Pro Max Cũng như là một chút chút của chiếc iPhone 12 Pro Max Nên là khi mọi người đưa máy này ra để chụp ảnh ấy, Nó có một độ lấy nét cực kỳ là tốt Và kèm theo nữa đó là về phần quay video Quay video của một chiếc iPhone thì mọi người vẫn biết rồi Thu âm rất là tốt này, kèm theo nữa là cái độ chống rung của một chiếc iPhone vẫn rất là hoàn hảo luôn. Nên là khi mà mọi người mà mua máy về mà chọn lựa một chiếc máy mà để mang về quay video như kiểu là TikTok hay là làm shop ở trên YouTube. Đấy. Thì đây là một chiếc máy mà mọi người đáng để ngó trong tầm giá 12 13 triệu. Bởi vì sao ạ? Những chiếc máy Android hiện tại trong cái tầm giá như này chắc gì đã có được một cái màu ảnh tốt hoặc là một cái về phần thu âm tốt như một chiếc iPhone 12 như thế này mọi người nhé Đây là một cái mà mọi người đáng để quan tâm và cái phần thứ ba đó là phần hiệu năng hiệu năng của chiếc iPhone 12 vẫn là xử lý là con chip Apple A14 à, nếu như mọi người mà dùng để như kiểu là um, dùng để Facebook này check Zalo hay Gmail thì cái đấy nó làm hoàn toàn là rất là dễ dàng còn nếu như mọi người dùng để chơi game á ok luôn đi bởi vì là sao ạ những cái game nhẹ như kiểu là hầu như mọi người bây giờ đang chơi như kiểu là um, Liên Quân hay là PUBG Nó vẫn xử lý rất là tốt và cực kỳ là ngon cho mọi người Chẳng qua là chip Apple A14 khi mọi người chơi nó quá lâu ấy Thì cái máy nó sẽ hơi bị nóng một chút Nhưng mà với lại là những cái máy như kiểu là viền nhôm Mà linh kính trong như thế này nó sẽ tỏa nhiệt sẽ tốt hơn những cái dòng iPhone 12 Pro hoặc là 12 Pro Max Mà đang một mắc một cái trứng đó chính là Khi mà mọi người dùng Facebook hoặc là dùng TikTok quá lâu thì máy nó sẽ nóng nhưng mà đối với iPhone 12 thì nó sẽ ok hơn bởi vì nó sẽ nhẹ hơn này. Ngoài với lại thiết kế của nó nó sẽ gọi là hỗ trợ cho anh em toàn gọi là tỏa nhiệt nó sẽ ok hơn nhá. Rồi, tiếp theo là về phần pin. Pin của một chiếc iPhone 12 thì nếu như mình nghĩ thì hiện tại đợi thời điểm mới ra mắt đấy thì một chiếc iPhone 12 sẽ hỗ trợ cho anh chị em sử dụng trong vòng một ngày. Nhưng mà nếu như là năm 2023 thì với chiếc iPhone 12 như thế này thì pin của nó sẽ sử dụng cho anh em trong vòng khoảng độ tầm một ngày sạc 2 lần đấy là một cái mà cũng như là điểm yếu của một chiếc iPhone 12 và tiếp theo chúng ta sẽ đi theo điểm yếu của chiếc một iPhone 12 như thế này nhá ok nếu như mà về phần điểm yếu thì nếu như mọi người đang thấy những cái máy hiện đại bây giờ đã có màn hình đục lỗ hay là camera nằm ẩn trong phần màn hình hoặc là như những chiếc iPhone đời mới bây giờ tay thỏ được làm bé hoặc là đã có Dynamic Island thì iPhone 12 hiện tại thì tay thỏ đang khá là to nên là khi mà mọi người sử dụng để làm tác vụ giải trí thì cái màn hình và tay thỏ của nó nó sẽ che đi một cái khuyết điểm cực kỳ là lớn rồi nếu như mà mọi người bỏ qua được cho mình về cái phần tay thỏ thì một chiếc iPhone 12 vẫn hỗ trợ cho anh em sử dụng rất là ok luôn nhá rồi về phần về pin đi pin là điểm yếu và như mình đã vừa nói Pin của chiếc iPhone 12 sẽ không hỗ trợ cho mọi người sử dụng trong vòng được một ngày mà phải sạc hai lần trong một ngày đấy. Nên là mọi người hãy chuẩn bị cho mình thêm một cái sạc nhanh để cắm một đít em nói nha. Rồi. Và cái thứ ba điểm yếu của nó đó chính là về phần khung nhôm như thế này và được sơn mạ tĩnh điện như thế này thì nó sẽ rất dễ rất dễ bị bong chóc nếu như mình sử dụng lâu dài và cái này cũng là một cái điểm yếu rất là khó khắc phục từ những đời iPhone 11 hiện tại và iPhone 13 hiện tại đang có cũng rất nhiều máy đã bị bóc sơn. Nên là nếu như mọi người mua những chiếc máy như thế này Mọi người sắm thêm cho mình một chiếc ốp nha Rồi đây là những ý kiến cá nhân của mình Khi sử dụng một chiếc iPhone 12 trong khoảng độ tầm 5-6 tháng Nên là nếu như mọi người có thêm nhiều ý kiến nữa Thì hãy comment xuống dưới của bên Tâm Đức Mobile Và anh em mình cùng nâng niu và hỗ trợ xem là cần phải trung cấp thêm những gì Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này và chiếc iPhone 12 là một chiếc máy đáng mua năm 2023 nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.